Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Cầu Ma, tập số 7. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Cầu Ma, tập 7. Thiếu nữ này chính là Bạch Linh. Giờ phút này cô rất sợ, nhìn A Công của bộ lạc tế tử, nhìn tộc nhân xung quanh, sắc mặt tái nhợt y như cô, mơ hồ có nỗi kinh hoàng. Huyết nguyệt mỗi 3 năm một lần sẽ xuất hiện sau khi tuyết trên ô sơn tàn hết, hiến tế dã thú mới tránh đi tai họa. Nhưng hôm nay lại tới sớm như vậy. Bạch Linh cắn môi dưới, nhìn xung quanh càng sợ hãi. Ngay lúc này, Tô Minh đang trong đống lửa đá vôi hết sức chăm chú luyện dược chế thuốc. Toàn thân hắn đã đẫm mồ hôi, đôi mắt nhìn chằm chằm thạch lô hoang đỉnh, trong lúc quan sát không ngừng biến đổi ngọn lửa lớn nhỏ. Không lâu sau, trong hoang đỉnh truyền đến tiếng chấn động trầm đục. Tô Minh cười khổ, lau mồ hôi, biết mình lại thất bại. Sơn đinh dược này còn khó hơn thanh trần dược nhiều. Tô Minh lắc đầu, giở nắp hoang đỉnh ra xem, bên trong hốc lên khói có chút cay mắt. Thầm thở dài một tiếng, hắn đang muốn tiếp tục thì bỗng nhiên cảm thấy khí huyết trong người hơi sôi sục, không bị mình khống chế. Hắn ngây người ra nhíu mày, quan sát xung quanh nhưng không phát hiện manh mối gì cả. Kỳ lạ. Tô Minh gãi đầu, suy tư một lát, sau đó lại tiếp tục luyện dược. Giờ phút này, ở một hướng khác Ô Sơn, trong Hắc Sơn bộ lạc thì có hơi khác với Ô Sơn bộ lạc và Ô Long bộ lạc. Toàn bộ Hắc Sơn bộ lạc tuy cũng đứng nhiều tộc nhân, nhưng tộc nhân nhìn lên không trung, vừa sợ hãi và tràn ngập hưng phấn khát máu. Miệng họ truyền ra tiếng hét gào, chẳng những là man sĩ, thậm chí cả tộc nhân bình thường cũng như vậy. Tiếng gào chậm rãi nối thành một mảnh, hình thành sóng âm vang vọng. Chính giữa đám người có một núi nhỏ do vô số đá núi chất thành. Ông lão gầy gò mặc áo đen đứng trên núi nhỏ. Ông lão ánh mắt lạnh lùng nhìn huyết nguyệt trên bầu trời, khóe miệng lộ ra ý cười tàn nhẫn. Năm tháng xa xưa, trong trời đất mênh mông có tộc Hỏa Man. Tộc này có lực lượng kinh người, khống chế lửa ở trong trời đất. Giận có thể hủy trời, hận có thể nghịch chuyển càn khôn, thanh danh lừng lẫy. Dù không thuộc man tộc chúng ta cũng khiến người sợ hãi, là một phần trong tám đại bộ phận man tộc. Ông lão âm thanh khàn khàn thì thào, lại như nói với trời đất. Nhưng tộc này luôn muốn chống trời, bị man thần trách phạt. Trải qua 9 ngày 9 đêm, khiến tộc Hỏa Man này trừ man ra, tất cả tộc nhân đều thiêu đốt bản thân, hồn phi phách tán. Nhưng Hỏa Man mạnh như vậy, dù có trải qua chuyện như thế thì man trong tộc vẫn chưa chết hết, phản bội man thần, tự thành lập man. Man thần trách phạt, thi triển thần thông quảng đại, giây phút muốn tiêu diệt tộc này. Man công của tộc Hỏa chiến đấu với man thần, trận chiến này rung động đất trời. Dù Hỏa Man công chết trận, nhưng trước khi chết thi triển thuật khiến cho man thần kiêng dè, che chở tất cả man chưa chết, trường sinh bất tử. Ông lão ốm, hai mắt lộ ra tia kỳ dị, tay phải nâng lên, nắm ngón tay khô gầy lập tức lượn lờ khí đen, hóa thành từng cái bóng quỷ, quỷ quái dữ tợn. Nhưng y sai rồi. Mặc dù y che chở toàn bộ man sĩ tộc Hỏa Man trường sinh bất tử, nhưng man thần lấy cách xa xưa khiến tất cả người Hỏa Man bất tử, từ nay về sau mất hình người, hóa thành huyết nguyệt dực. Từ đây không thấy mặt trời, mất đi thần trí, chỉ có là huyết nguyệt dực. Sự oán hận nộ bi hóa thành oán khí ngập trời, mỗi 3 năm một lần nhiễm đỏ ánh trăng, khiến cho trăng biến thành huyết nguyệt, để chúng nó lại ra ngoài một lần. Hôm nay lão phù man công Hắc Sơn bộ lạc tất đồ sẽ giúp các ngươi một lần. Ông lão ốm cười dài âm lãnh, cắn đầu lưỡi phun ra ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, dưới chân ông vô số đá đỏ dựng thành núi nhỏ, oanh một tiếng nổ tung, thật nhiều đá đỏ bay thẳng lên giữa không trung. Hắc Sơn bộ lạc man công tất đồ, thân hình quỷ dị bềnh bồng giữa trời, hai tay duỗi thẳng, sắc mặt lộ ra điên cuồng và hưng phấn. Mắt thấy vô số đá đỏ ở giữa không trung nhanh chóng xoay tròn, hợp thành đồ án to lớn. Đồ án hình tròn, bên trong có hình vầng trăng, toàn thân màu đỏ sẫm. Nguyệt dực, thức tỉnh đi,
từ trong giấc ngủ say bước ra. Tất Đồ lần nữa phun ngụm máu tươi, máu tươi trực tiếp hóa thành mưa máu nhập vào đồ án to lớn trên trời, khiến cho đồ án phát ra tiếng chấn động, toàn bộ bùng nổ hình thành sương mù đỏ khuếch tán ra ngoài. Ngay lúc này mà đất cả Ô Sơn chấn động, động đất rất rõ ràng, tự như là đất trùng núi chuyển, khiến cho Ô Sơn bộ lạc chớp mắt xôn xao, còn có Ô Long bộ lạc cũng y như vậy. Giờ phút này Tô Minh trong đội đá vôi Hắc Viêm Sơn cũng cảm nhận rõ ràng được toàn bộ núi đá chấn động. Hắn biến sắc, trong trận chấn động hắn mơ hồ nghe được sâu bên trong động có tiếng gào thét yếu ớt truyền tới. Hắn chấn động tinh thần, lập tức bỏ luyện dược, lùi ra sau mấy bước dọc theo lối ra. Khoảnh khắc đầu thò ra khỏi động nhỏ, hắn suýt nữa bật thét. Hắn nhìn đến huyết nguyệt trên bầu trời. Huyết nguyệt! Sắc mặt Tô Minh chợt biến tái nhợt. Cùng lúc đó, một hơi thở tràn ngập máu me lập tức từ Hắc Viêm Sơn tản ra ngoài. Tô Minh không dám do dự, hắn hiểu rõ huyết nguyệt, thậm chí thầm tính toán thời gian huyết nguyệt xuất hiện. Nhưng hắn không nghĩ tới huyết nguyệt tiến đến trước thời gian. Hắn lập tức xoay người, thuận theo động nhỏ quay trở lại động đá vôi. Ở trong lòng biết nếu như là ở bên ngoài không có chỗ trốn, nhưng thời gian tuyệt đối không kịp. Trở lại động đá vôi, hắn phát cuồng lấy cây ra cái sừng, một bên vội vàng chém vào vách động. Âm thanh gào thét sâu trong động càng ngày càng rõ ở bên tai, dường như là có âm thanh khác ẩn chứa ở bên trong. Tô Minh hai mắt đỏ rực, may mắn nơi này hắn khá quen thuộc, cái sừng cực kỳ sắc bén, chỉ trong 10 phút đã đào ra một cái động. Tô Minh lập tức chui vào, dùng hòn đá đào ra chặn đường cửa động, không thèm quan tâm động nhỏ tạm thời đào ra tràn ngập nóng bức. Khoảnh khắc hắn chui vào cái động nhỏ, một luồng khói đỏ ào ra từ sâu bên trong động, tràn ngập động đá vôi, thuận theo lối ra đi ra ngoài. Tô Minh nghe rõ tiếng gào thét. Phía bên ngoài, giữa ánh sáng của huyết nguyệt, chỉ thấy năm đỉnh núi Ô Sơn tựa như là núi lửa bộc phát, tiếng chấn động bộc phát ra rất nhiều sương mù đỏ. Sương mù này vốn tồn tại trong năm núi Ô Sơn, giờ phút này phun trào ra, lập tức che kín bầu trời. Sương mù ở Ô Long Sơn là từ những vết nứt trên núi đá tản ra, càng không có ít phun trào ở chỗ Tô Minh lấy được. Ô Long nước miếng, nếu Tô Minh có mặt tại đây, cẩn thận nhìn thì có thể thấy rõ. Những năm này hắn bị đám Ô Long truy đuổi, những khu vực chúng không dám xâm nhập mà vòng qua là nơi sương mù phun trào nhiều nhất trong núi. Ô Long Sơn đã vậy, mấy núi khác cũng giống như vậy, đặc biệt là Hắc Viêm Sơn, sương mù phun trào cực kỳ kinh người. Sương mù tràn ngập, quanh quẩn tiếng chấn ù ù hỗn loạn, nhiều tiếng đôi cánh vỗ đập dung hợp lại chỗ, dung thành hình thành khúc nhạc tử vong, khiến cho người kính sợ. Đã từng thấy bóng đỏ từ năm ngọn núi tùy theo sương mù bay ra, từng tiếng gào sắc bén quanh quẩn trời đất. Những bóng đỏ rõ ràng là từng con thú kỳ lạ, có đôi cánh, hai mắt đỏ ngầu, chỉ to cỡ bàn tay, dài 6 chân, mặt người, sắc mặt lộ ra điên cuồng khát máu. Chúng nó chính là nguyệt dực. Chỉ chết tràn ngập trời đất, số lượng nguyệt dực không dưới vài vạn, bao phủ trời đất. Trong tiếng gào sắc nhọn xông đến Ô Sơn bộ lạc, Hắc Sơn bộ lạc, Ô Long bộ lạc, cùng với nơi có dã thú tồn tại trong núi. Chúng nó không có thần trí, tràn ngập oán khí, cực kỳ khát máu. Chúng nó chỉ biết tàn nhẫn giết chóc, hút máu, đặc biệt là máu của man tộc. Càng kích động chúng điên cuồng, thậm chí không đi quấy rầy đám dã thú mà là lao thẳng đến bộ lạc man tộc. Trong Ô Sơn bộ lạc, tộc nhân sao động, từng tiếng kêu sắc nhọn kinh khủng quanh quẩn. Trần Hân sắc mặt tái nhợt, túm chặt Bác Lăng đứng bên cạnh, mặt Bác Lăng cũng không có chút máu. Lôi Thần đứng ở phương xa, cả người nóng nảy, gã trước tiên đi tìm Tô Minh nhưng không thấy hắn đâu. Giờ phút này gã rất lo lắng, nhưng càng bị hình ảnh trên bầu trời khiến cho kinh hãi. Đám tộc nhân bình thường hoảng loạn lập tức bị man sĩ trong bộ lạc ngăn cản sao động. Dần dần trong tộc mọi người đều nhìn hướng bục gỗ đang thiêu đốt, bóng người ngẩng đầu nhìn trời. A Công sắc mặt tái xanh, chỉ là người bên ngoài ánh lửa không nhìn thấy, còn người của ông co rút. Ông chỉ thấy sương mù đỏ phía xa, nghe thấy tiếng thét điên cuồng truyền tới. Sao có thể như vậy được? Chẳng những trước tiền đến, số lượng cũng tăng nhiều như vậy. Mấy năm trước chỉ khoảng vài ngàn con. Ông hít một ngụm khí lạnh, không chút do dự hét lớn. Tộc nhân bình thường lập tức trốn đi. Man sĩ nghe lệnh, đem tất cả thịt cắt giữ lấy ra, cắt nó ra, chờ ta ra lệnh.
Thân thể A Công run rẩy, ông cúi đầu liếc tộc nhân bộ lạc, hai mắt nhắm nghiền. Hình ảnh tương tự cũng xuất hiện trong Ô Long bộ lạc. Bạch Linh nhìn tộc nhân xung quanh đang kinh hoàng nghe từng lệnh của A Công, trong mắt cô càng nhiều nỗi sợ hãi. Cô vĩnh viễn không quên 9 năm trước, lúc cô vẫn là con nít, tận mắt nhìn thấy một người bạn chơi cùng bị vô số nguyệt dực lúc gần đi túm lấy. Bạn chơi trùng khóc thét chói tai, biến mất trong sương khói, bị đẩy vào ô sơn. Chờ đợi hắn là tử vong dần đến gần. Huyết nguyệt trên trời bị sương mù bao phủ, như ẩn như hiện, nhưng từng bóng đỏ gào thét sẽ qua sương mù lại dần tiến tới. Vô số nguyệt dực chia thành 3 phần bay thẳng tới 3 bộ lạc. Ô Sơn bộ lạc. A Công nhìn chằm chằm trên trời, chớp mắt nguyệt dực tiến tới. Tay phải ông cầm cốt trượng vung lên, thoáng chốc biển lửa dưới thân bùng phát khuếch tán, trực tiếp bao phủ cả bộ lạc. Nhưng biển lửa này rất kỳ quái, không thiêu đốt gian nhà gỗ, mà là tựa như là hư ảo không tồn tại, bao vây cả bộ lạc bên trong. Quăng thịt thú! A Công gầm giống. Lập tức bàn sĩ tộc nhân trong bộ lạc kinh sợ, ném ra từng con dã thú chảy máu tươi, quăng mạnh lên trời. Gần như trong khoảnh khắc, A Công của Ô Sơn bộ lạc giống ra thì đã thấy bầu trời tràn ngập sương mù đỏ che lấp mặt trăng máu. Thật nhiều nguyệt dực gào thét xông tới, bay qua sương mù, quanh quẩn trên đỉnh đầu Ô Sơn bộ lạc. Từng tiếng kêu sắc bén tại khoảnh khắc này thay thế tất cả âm thanh trong trời đất, trở thành duy nhất ở đêm huyết nguyệt. Từng con dã thú máu tươi nhuộm đẫm da lông bị tộc nhân bộ lạc ném lên không trung, chờ đợi chúng rơi xuống, lập tức bị nguyệt dực đếm không hết số lượng, tựa như là mây máu mau chóng ngưng tụ lại. Từng tiếng thét thê lương, toàn thân dã thú đã bị nguyệt dực bao phủ, bị vô số răng nanh bén nhọn đâm vào người, chớp mắt đã trở thành thây khô. Ngay cả sinh mệnh tương liên với máu cũng bị nguyệt dực cắn nuốt, còn lại chỉ là xác khô da bọc xương rơi bịch xuống đất, thường thường co giật vài cái mới chết đi. Trên trời, vô số nguyệt dực, có không ít trực tiếp bỏ qua đám dã thú bị quăng lên mà lao thẳng xuống bộ lạc, đôi mắt đỏ hồng lóe ra tàn nhẫn và khát máu. Mục tiêu của chúng là người man tộc trong bộ lạc này. Tiếng thét chói tai, tiếng khóc lóc, tiếng giống giận lại khoảnh khắc này giao nhau, hình thành khúc nhạc hòa cùng với lũ nguyệt dực kêu thét trong đêm trăng quỷ dị vang lên. Nhưng biển lửa vòng quanh bộ lạc giờ phút này tự như là tường đồng vách sắt, khiến cho nguyệt dực mới nhào xuống liền thét chói tai bay lên, tự như là lửa không đốt cháy gian phòng gỗ mộc mà lại tổn thương đến chí mệnh của chúng. Lại ném! A Công trong biển lửa trầm giọng nhìn bầu trời. Lập tức rất nhiều tộc nhân ở bên dưới sợ hãi không ngừng ném ra dã thú cất giữ dành cho mùa đông, có để nuôi, có để hiến tế, khiến cho nguyệt dực giữa không trung điên cuồng cắn nuốt. Thời gian từng chút một trôi qua, khi tất cả dã thú giữ cho mùa đông đều thành thực vật của nguyệt dực, hóa thành xác khô rơi xuống đất. Nguyệt dực trên trời bởi vì khát máu mà phát điên, bắt đầu lần lượt lao xuống, muốn đột phá vách tường giáng xuống bộ lạc, hưởng thụ máu man tộc khiến cho chúng nó đỏ mắt. A Công vung tay phải lên, bỗng chốc biển lửa hóa thành vòng xoáy to lớn, đi đùng chuyển động, lấy sức một người đối kháng với nguyệt dực trên không trung. Cùng lúc đó, từng mũi tên rời cung bắn ra từ trong bộ lạc, xuyên thấu qua biển lửa chiến đấu với nguyệt dực. Nhưng đối với nguyệt dực có sinh mệnh kỳ dị gần như là bất tử thì thương tổn này không thể ảnh hưởng gì. Tiếng đập cánh và tiếng kêu sắc bén khiến người của Ô Sơn bộ lạc hoảng sợ. Không lâu sau, có vài con nguyệt dực vượt qua biển lửa gào thét xẹt qua bộ lạc, khiến cho Ô Sơn bộ lạc bỗng chốc hỗn loạn. Tình cảnh tương tự cũng diễn ra trong Ô Long bộ lạc. Chỉ có Hắc Sơn bộ lạc giờ phút này là cực kỳ quỷ dị. Tất cả tộc nhân trong bộ lạc đều quỳ sát đất, không dám cử động chút nào. Trên bầu trời, Hắc Sơn bộ lạc Man Công Tất Đồ đang duỗi đôi tay, ở trên mặt tràn ngập cuồng nhiệt, hướng không trung phát ra chú ngữ kỳ dị. Xung quanh ông, vô số nguyệt dực xoay quanh, trên người của ông cũng có rất nhiều nguyệt dực. Răng nanh sắc bén của chúng đâm vào người Tất Đồ, hút lấy máu tươi. Nhưng dường như Tất Đồ mất cảm giác đau, chẳng chút phản kháng, ngược lại càng thêm điên cuồng. Tùy theo sắc mặt biến tái nhợt, chú ngữ trong miệng ông càng biến cao vút. Hiến tế máu tươi của ta, vạn năm xa xưa, tiền hỏa man tộc, các người có được sự bất tử, hóa thành nguyệt dực,
các ngươi lướt đến man huyết của ta, hãy theo máu man huyết của các ngươi dung nhập vào người ta. Địch Hòa, Oanh Lạp Đồng. Tất Đồ ngửa mặt gào thét, lập tức thân thể bộc phát luồng sáng đen chói mắt. Ánh sáng đen khuếch tán, tất cả nguyệt dược trên người ông lập tức thét chói tai. Thân hình của chúng màu trắng thu nhỏ, màu đỏ trong hai mắt lập tức ảm đạm. Chỉ khoảng 10 phút sau, dường như là chúng mất đi sinh mệnh, trượt xuống người Tất Đồ. Nhưng có càng nhiều nguyệt dược lần nữa điên cuồng nhào tới. Cứ thế vòng đi vòng lại, thật nhiều máu tươi của nguyệt dược bị Tất Đồ hấp thu. Thân hình ông lấy tốc độ bất thường có thể thấy được chứng phình ra, khí huyết hùng hậu từ thân thể ông bùng phát. Có khí huyết dẫn động, chẳng những nguyệt dược trên bầu trời Hắc Sơn Bộ lại điên cuồng nhào tới, thậm chí là nguyệt dược chiều hướng Ô Sơn Bộ Lạc và Ô Long Bộ Lạc như là chợt nhận ra, phân tán xong lại biến đổi phương hướng bay thẳng tới Hắc Sơn Bộ Lạc. Cách Hắc Sơn Bộ Lạc không xa, có một bóng hình dáng bao phủ áo choàng đen, y khác với tộc nhân Hắc Sơn Bộ Lạc giờ phút này toàn bộ quỳ sát đất. Hình dạng áo choàng đen không phải là bộ lạc nhỏ, bên này có thể thấy được. Giờ phút này y đứng trong đó, nhìn ban công Hắc Sơn Bộ Lạc trên bầu trời, khóe miệng lộ ra nụ cười âm hiểm. Ta truyền cho người cách tìm nguyệt thạch để triệu hoán nguyệt dực hỏa man, cho người tốc độ nhanh nhất trở thành khai trần cảnh, còn có thể thành công hay không vậy phải xem chính người. So sánh với bên ngoài tình hình thê thảm, hiện giờ Tô Minh khá là an toàn. Hắn ở trong động đá vôi, đẩy ra hòn đá che đậy, vội vàng nhảy ra. Trên làn da có một chỗ đã bị bỏng, nổi bọt bong bóng. Giờ này môi hắn khô nứt, tim đập thình thịch. Nơi này là chỗ của nguyệt dực trú ẩn. Tô Minh nhìn chằm chằm sâu trong động đá vôi. Hắn từ nhỏ đã nghe rất nhiều truyền thuyết liên quan tới nguyệt dực, biết rằng loại thú kỳ dị này rất đáng sợ, đặc biệt là tin đồn gần như là bất tử, khiến cho con ngươi của Tô Minh co rút lại. Trầm ngâm chốc lát, hắn thuận theo lối ra, chậm rãi bò ra ngoài. Sắp tới bên ngoài thì hắn mau chóng ló đầu ra nhìn. Nhìn một cái hắn liền hút một ngụm khí lạnh. Trên bầu trời bên ngoài tràn ngập sương mù đỏ, âm thanh gào thét vang vọng, có vô số nguyệt dực. Tô Minh vội vàng rụt người lại, chần chờ chậm rãi lùi ra sau, trở về động đá vôi, lo âu nghĩ. Không biết bộ lạc ra sao rồi, giờ không thể ra ngoài, một khi bước ra sẽ bị đám nguyệt dực phát hiện ngay. Tô Minh cau mày, ở trong lòng rất lo âu, băn khoăn tình trạng hiện tại của bộ lạc. Nhưng hắn biết mình không cách nào có thể giải quyết. Mắt chợt lóe, nhìn chăm chú sâu trong động đá vôi. Chậm rãi, mắt Tô Minh lóe sáng. Lần này số lượng nguyệt dực rõ ràng nhiều hơn bình thường. Hơn nữa xem bộ dạng thì dường như là phía sâu chắc là không còn con nào. Tô Minh hơi do dự, dần dần tiến lên trước, vượt qua nơi hắn luyện dược, nhìn phía sâu bên trong mắt hắn có tia kiên quyết. Cứ vào thử xem, chỗ đó đến tột cùng có cái gì khiến chúng nguyệt dực dừng lại. Nói không chừng có thể tìm ra bí mật của chúng nó, trở về báo cáo cho A Công, có lẽ sẽ giúp được A Công. Thân hình của Tô Minh chợt lóe, chạy vội hướng sâu trong động chưa từng đặt chân tới. Nói đến cũng kỳ quái, trước đây trong động đá vôi không ngừng nóng bức, thậm chí có sóng nhiệt khiến cho người không thể chịu đựng ập vào mặt. Nhưng hiện tại Tô Minh tiến sâu vào thì lại không cảm thấy được chút gì khí nóng, ngược lại có cảm giác lạnh lẽo từ bên trong truyền ra. Lúc Tô Minh đi sâu vào trong động đá vôi thì ở bên ngoài ba bộ lạc ở dưới Ô Sơn lại nổi sóng. Ô Sơn bộ lạc đã có hơn trăm thú nguyệt dực xông qua biển lửa nhào hướng tộc nhân. Màn sĩ trong Ô Sơn bộ lạc hung hăng chém giết. Bắc Lăng hai mắt lấp lóe tia sáng lạnh, bảo vệ Trần Hân sau lưng, tay phải khuếch tán tia sáng lạnh hướng xung quanh, hình thành từng bông tuyết sắc bén. Trên người y có rất nhiều vết thương tràn ra máu tươi. Bỗng nhiên ánh mắt y ngưng tụ, liếc phương xa, không chút nghĩ ngợi, tay phải chụp hướng sau lưng, lập tức nắm cung tên trong tay. Giờ phút này, khoảnh khắc Bắc Lăng cầm cung, sát khí cũng thoáng chốc bộc phát. Tay trái y kéo mạnh dương ra, mũi tên nhọn lóe sáng, khiến bông tuyết xung quanh màu trắng ngưng tụ, bắn ra mũi tên bay hướng chỗ y nhìn thấy. Phương xa, Lôi Thần tràn đầy khát máu, ở trên người có vài nguyệt dực, nhưng gã không thèm để ý, ngược lại điên cuồng túm lấy một nguyệt dực, há miệng cắn nó. Dám hút máu Lôi ra này, ta cũng hút máu mày. Nhưng chớp mắt gã cắn nguyệt dực thì lập tức phát hiện trên không trung vài chục nguyệt dực bay thẳng tới,
lấy tu vi như gã không thể chống cự nhiều nguyệt dược như vậy. Trong lúc nguy cấp, chớp mắt đột nhiên có luồng khí lạnh ập tới. Theo khí lạnh xuất hiện, một mũi tên nhọn lượn lờ hòa thuyết oanh một tiếng, tiếng nổ trước người Lôi Thần khiến cho vài chục nguyệt dược xoay tròn cứu được gã. Lôi Thần ngẩng đầu ngoái nhìn Bắc Lăng lạnh lùng thu lại cung tên, mắt chợt lóe lên phức tạp. Tộc trưởng Ô Sơn bộ lạc khí huyết toàn thân sôi sục, ở trong tay cầm trường mâu, thường thường ném ra một mâu đều quanh quẩn tiến chấn, vô số gió lốc xoay quanh khiến cho nguyệt dực phải né tránh. Nhưng dù là vậy thì số lượng nguyệt dực lao xuống thật là quá nhiều. Có một số tộc nhân bình thường thét thảm mơ hồ có bị nguyệt dực trộm bay lên không trung. Ngay lúc này A Công ra tay, ông vung lên cốt trượng, thoáng chốc toàn bộ bộ lạc như là chấn động. Một man tượng to lớn xuất hiện, hai mắt man tượng lộ ra tia tàn nhẫn, tựa như là có sinh mệnh. Đặc biệt trong tay nó nắm giữ rồng lửa, đầu giống một tiếng huyễn hóa ra quét xung quanh một vòng. Theo thời gian trôi qua, một đêm huyết nguyệt đang từ từ đi qua, nhưng chiến đấu xảy ra trong bộ lạc càng thêm kịch liệt. Thậm chí đến cuối cùng, nguyệt dực không hút máu nữa mà là bắt sống man tộc, muốn đem họ đưa về xào huyệt làm thực vật. Khi chân trời dần sáng tỏ, tại Ô Long bộ lạc truyền đến một tiếng gào sắc nhọn. Đã thấy trong đám thú nguyệt dực có một bóng dáng trắng, dung nhan tuyệt sắc, có phần nhợt nhạt tuyệt vọng, cùng mấy tộc nhân bị nguyệt dực bắt được bay nhanh hướng Ô Sơn. Sau lưng chúng nó có một bà lão mặc vải thô sắc mặt lo âu đuổi theo không bỏ. Nhưng không đợi bà đuổi theo lâu thì trong Ô Long bộ lạc truyền ra từng tiếng thét thảm. Trong mắt bà lão tràn ngập tơ máu và bi ai, xoay người từ bỏ đuổi theo thủ hộ bộ lạc của bà. Bóng dáng trắng vương xa nhìn thấy như vậy, trong mắt rơi xuống giọt lệ. Chỉ là nước mắt rơi xuống không trung, chẳng biết đã bay về đâu, không người trông thấy. Khi sắc trời dần dần sáng ngời, huyết nguyệt tán đi, vô số nguyệt dực gào thét từ bốn phương tám hướng bay tới Ô Sơn. Trong đó có một nhóm nguyệt dực trộm vài tộc nhân các bộ lạc, bao gồm cả cô gái áo trắng, thẳng tới Hắc Viêm Sơn, thuận theo từng cửa động Hắc Viêm Sơn chui vào bên trong. Trong động đá vôi, Tô Minh cẩn thận tiến đến trước, chậm rãi tiến vào chỗ sâu. Hắn một đường tiến tới là cảnh giác, thường thường nhìn đường phía trước rồi mới di chuyển thân thể, tay cầm cái sừng, ánh mắt lấp lánh ánh sáng. Khí huyết trong người vận chuyển khiến cho hắn có thể tùy thời bộc phát lực lượng sợi máu thứ 11. Đi lên một chút, Tô Minh thường bản năng kiếm chỗ có thể ẩn núp gần đó, đề phòng khi phải gặp nguy hiểm thì có thể trốn chạy, hoặc là nguyệt dực đột nhiên trở về, hắn có thể núp đi. Đối với sự vật chưa biết, mặc dù Tô Minh tò mò nhưng cũng rất cẩn thận, đè nén lòng hiếu kỳ. Đặc biệt là ở nơi trốn nguy hiểm, Tô Minh càng phải làm như vậy. Theo hắn không ngừng tiến lên, sự lạnh lẽo ở trong động càng rõ ràng, lại thêm bên trong ít khi xuất hiện lối rẽ, cho nên tốc độ của Tô Minh càng ngày càng nhanh hơn. Xung quanh âm u, vách tường có nhiều chỗ rạn nứt, kích thước khác nhau, nhìn bộ dạng chắc là quanh năm bị sức nóng gây ra. Nhưng Tô Minh cũng phát hiện có một số vết rạn mới xuất hiện, màu sắc bên trong vách hơi khác biệt. Kỳ lạ, những vết rạn này nhất định vừa mới xuất hiện, có thể tột cùng là loại lực lượng gì có thể khiến vách tường nứt ra một cái mới. Tô Minh ánh mắt chợt lóe, trong lòng có suy đoán. Trừ phi sau khi cực nóng thì đột nhiên đông lạnh sẽ bộc phát ra lực lượng khó có thể tưởng tượng. Tô Minh gãi đầu, không nghĩ nhiều nữa mà là ghi nhớ hiện tượng này ở trong lòng. Không biết hắn đã đi bao lâu, cảm giác thời gian rất là dài. Bỗng nhiên Tô Minh chợt dừng bước chân, trước mặt rõ ràng hang động mở rộng ra, càng tiến sâu thì càng lớn, không chừng đã đến tận cùng. Tô Minh cẩn thận xung quanh, chậm rãi tiến đến. Không bao lâu sau, hang động trước mắt hắn càng ngày càng lớn. Đến cuối cùng Tô Minh hít một hơi thật sâu, nhìn cảnh tượng trước mắt, suy tư. Trước mắt hắn có một động đá lớn cỡ bộ lạc của hắn ở, xung quanh có đầy rẫy nhiều cái động nhỏ. Quét mắt ước tính khoảng chừng cái động, chục cái động, động nhỏ của hắn đi ra chính là một trong số đó. Đang suy nghĩ, Tô Minh liền tiến lên trước, ánh mắt chợt lóe, dò xét mỗi một cái động nhỏ. Cuối cùng đôi mắt ngưng tụ, nhảy người lên, người bên ngoài các động nhỏ. Khi hắn đi qua các động nhỏ rồi, Tô Minh nhìn chằm chằm một cái, không chút chần chờ chui vào. Ở trong động nhỏ chỉ có cái động này, lán người thấy nhàn nhạt mùi máu.
hiển nhiên động này mới là chỗ Nguyệt Dực bay ra. Một đường chạy vội, đôi khi Tô Minh sẽ dừng lại, ánh mắt suy tư, dùng cái sừng đào xuống một khối đá lớn trên vách tường. Đá này cùng loại với đường hầm. Mặc dù ném xuống có chút phiền phức, nhưng Tô Minh vẫn kiên quyết làm. Đá lớn tùy theo hắn tiến lên, bị đào ra vài cái. Mỗi khi đào ra một cái, hắn sẽ dựa theo góc độ đặt ở một bên. Dần dần Tô Minh thận cẩn thận dò xét, tốc độ càng ngày càng nhanh. Hắn có thể cảm nhận được hướng mình đi là phía chân núi, cho nên phạm vi mới càng ngày càng lớn. Tô Minh thuận theo động nhỏ không ngừng chạy sâu vào trong. Hắn cảm giác mình đã đi rất xa. Dần dần ở trước mắt, hắn nhìn thấy một mảnh màu đỏ, đỏ như lửa, thoạt nhìn có chút không thấy rõ hình dạng. Khoảnh khắc nhìn luồng lửa đỏ này, bước chân Tô Minh chậm lại, tim hắn đập rất nhanh. Hắn mơ hồ có cảm giác nơi này chính là tận cùng, nhưng càng tới gần, hắn có ảo giác máu trong người đang thiêu đốt. Loại cảm giác này hắn không có xa lạ. Vách tường xung quanh đá cứng rắn, có vô số vết chảy, ở bên trên còn có dấu vết răng cắn, lộ ra không khí quái dị, khiến cho Tô Minh hơi khẩn trương. Nhưng hắn không dừng bước, mà là dần đi tới nơi truyền đến ánh sáng lửa đỏ. Nơi này đích thực là tận cùng đường hầm. Phía trước không có đường, mà là hang động lớn. Tô Minh sắc mặt cảnh giác, đứng đó nhìn bên dưới. Liếc mắt nhìn, cả người hắn tự như là sét đánh, đứng ngây ra, bản năng lùi ra sau vài bước, hít ngụm khí lạnh. Đây là một cái lòng chảo to, trong lòng chảo có vô số mũi nhọn nhô lên. Mũi nhọn màu xám nhưng không ngừng tỏa ra khí lạnh, bao trùm xung quanh, khiến cho trong động cực kỳ lạnh lẽo. Nếu chỉ là thế sẽ không khiến cho Tô Minh rung động như vậy. Trong lòng chảo, trừ nhiều khí lạnh mũi nhọn ra, còn có vật khác. Đây là một bộ lạc, gian phòng xây bằng đá, rào chắn, còn có hòn đá xây lên nhìn xa. Thậm chí có nhiều chỗ trong bộ lạc xây đá làm thành chỗ nấu cơm. Bên ngoài mỗi gian nhà đều có một đồ đằng. Đồ đằng tự nhiên là một đoàn lửa đang hừng hực thiêu đốt. Những gian phòng đá đều rất lớn, xây dựng cực kỳ chỉnh tề, thậm chí nhìn thoáng qua còn xa hoa hơn cả Ô Sơn bộ lạc của Tô Minh ở. Trong bộ lạc, Tô Minh còn nhìn thấy con đường do đá trải thành. Trên đường nhỏ có rất nhiều đá nhô lên. Tô Minh nhìn nửa ngày cũng không biết con đường nhỏ này có tác dụng gì. Đây không phải là bộ lạc bình thường, càng không phải là bộ lạc hoàn chỉnh. Ánh mắt Tô Minh rơi vào mấy gian nhà ở mé rìa bộ lạc. Gian nhà tự như là bị người dùng lực lượng kỳ quái bè thành hai phần, tồn tại trong lòng chảo chỉ có một nửa. Một nửa khác đã chẳng biết đi đâu. Đặc biệt là chỗ mặt đất dựng lên bộ lạc, chiều con đường nhỏ do đá trải thành, vị trí khác dường như là bùn đất, rõ ràng khác với núi đá nơi đây. Hơi thở Tô Minh hỗn loạn, tất cả hắn đều thấy, quanh quẩn trong đầu lời A Công từng nói, truyền thuyết về hỏa man. Dần dần đầu hắn hiện lên một hình ảnh, đó là một bộ lạc vô cùng rộng lớn ở trên mặt đất, chiếm cứ phạm vi mênh mông, mắt nhìn không thấy giới hạn. Tất cả gian nhà trong bộ lạc đều xây bằng đá, có đồ đằng, ngọn lửa, đồ đằng chính là đại biểu của tên bộ lạc. Nhưng có một ngày, trong bộ lạc xuất hiện kịch biến, không biết có lực lượng gì chia cách thành nhiều phần, đồng loạt tan vỡ. Do bị lực lượng kỳ dị đem bộ lạc và tộc nhân tan vỡ ra, ngay cả mặt đất bọn họ ở cũng bị di chuyển, biến mất. Trong đó một phần nhỏ đất đai và bộ lạc bị chuyển vào trong Ô Sơn này. Đó không phải là truyền thuyết. Tô Minh nhìn những thứ trước mắt, khó có thể tin. Hắn không thể tin tưởng, thì thào. Ánh mắt hắn quét qua bộ lạc, cuối cùng rơi vào trung tâm của bộ lạc, còn người cò rút. Ở đó có một vật quái dị. Đó là một cây đại thụ, hoặc nên nói nó tựa như là cây đại thụ, toàn thân đỏ thẫm tỏa ra ánh sáng tựa như là lửa. Lúc trước Tô Minh ở trong đường hầm nhìn thấy ánh lửa là phát ra từ cây đại thụ này. Cây thô cỡ 10 người ôm, rẽ xuyên thấu mặt đất, tựa như là xuyên qua Hắc Viêm Sơn, xâm nhập tận cùng đất, không phân biệt tán dài đến đâu. Cây chỉ có thân thể, trên đỉnh xuyên thấu qua nham thạch động đá vôi, dường như nơi này lộ ra chỉ là một phần thân cây. Một cây mọc trong Hắc Viêm Sơn. Đôi mắt Tô Minh nhìn chằm chằm vào thân cây. Ở đó hắn nhìn thấy đóa hoa màu đỏ có chút quen thuộc, nở rộ ra vẻ đẹp yêu dị. Nhìn đóa hoa màu đỏ này, Tô Minh nghĩ tới đầm lầy nước bùn quái dị ở trong rừng cây. Tô Minh lặng lặng thu lại ánh mắt, nhìn di tích bộ lạc chôn trong năm tháng, lòng bỗng dâng lên nỗi bi ai, khẽ thở dài. Tô Minh nhảy người xuống, đứng ở trong bộ lạc, vẫn ở vạn năm trước,
một trong tám đại bộ phận man tộc, bộ lạc Hỏa Man dám cùng với man thần chiến đấu. Nói vậy, Nguyệt Dực coi như là trong truyền thuyết, năm đó Hỏa Man công dùng man thuật bất tử khiến cho tộc nhân Hỏa Man biến thành như vậy. Nhưng thế này thật khó có thể tin được. Không ngờ man thuật như vậy, Hỏa Man công của tộc Hỏa Man này đến tuột cùng tu vi tới trình độ nào. Ở trong sách Gia Thú có từng nói, sau ngừng huyết chính là khai trần, khai trần đến tế cốt, sau cảnh giới tế cốt rồi thì không có giải thích gì nữa, chỉ là dùng man sư làm xưng hô. Nhìn bộ lạc cổ xưa trước mắt, hắn lặng lẽ tiến lên. Bộ lạc trống trơn, từ gian nhà và một ít tạp vật. Trừ gian nhà và một ít tạp vật, Tô Minh không nhìn thấy bất kỳ xương cốt nào. Xung quanh yên tĩnh khiến nơi này tràn ngập cảm giác nghẹt thở. Đang lúc hắn suy tư, đạp hòn đá nhô lên trên con đường nhỏ, Tô Minh có cảm giác nhói nhói. Hắn cúi đầu nhìn, nghĩ không ra nơi này có tác dụng gì, chậm rãi tiến lên. Nhưng đang lúc bước đi thì hắn chợt dừng lại, tình cờ trông thấy thứ gì đó. Mạnh ngẩng đầu nhìn hướng không xa, mé bìa phân cách bộ lạc, dựa vào vách đá có một bộ hài cốt. Một bộ hài cốt bị gian nhà ngăn chặn khiến cho Tô Minh không thể trông thấy, nhưng giờ phút này hắn đứng ở chỗ đó có thể trông thấy rất rõ ràng. Khoảnh khắc nhìn bộ xương đó, con người Tô Minh co rút. Đây là bộ hài cốt duy nhất hắn thấy tại nơi đây. Hắn bước nhanh vài bước, đi tới bên cạnh bộ xương, cẩn thận nhìn, thân thể chấn động mạnh. Bộ xương rất quái dị, nửa thân trên của nó giống như là người, nhưng co rút lại tựa như là khô héo. Xương cốt nửa người dưới càng quái dị, tựa như là thoái hóa hòa tan, khác hẳn với người thường. Thậm chí sau lưng có hai cốt cánh, nhìn bộ dạng xương cốt có vài phần rất giống Nguyệt Dực. Dường như người này trước khi chết trải qua biến dị xương cốt, chịu đựng thống khổ từ người biến thành Nguyệt Dực. Chỉ là biểu tình của bộ xương không có dấu vết thống khổ, ngược lại mang tiêu trào phúng và kiêu ngạo. Chỉ là không biết nó trào phúng ai. Ngón trỏ tay phải của nó điểm ở vách đá một bên, đâm sâu vào. Tô Minh thuận theo ngón tay ngẩng đầu nhìn lên, vách đá bên cạnh rõ ràng có hàng chữ. Đó là chữ thuộc về man tộc. Khoảnh khắc ánh mắt Tô Minh rơi vào chữ viết trên vách đá, bỗng nhiên đường hầm thông với nơi đây truyền đến tiếng vỗ cánh hỗn loạn, tiếng người kinh hãi gào thét, mơ hồ có vài tiếng khóc tuyệt vọng. Nguyệt Dực đã trở lại. Sắc mặt của Tô Minh lập tức biến đổi. Tiếng đập cánh gào thét mà tới, khiến di tích bộ lạc yên tĩnh có cảm giác gió thổi mây phun. Tô Minh ánh mắt lập lòe, nhưng thân thể không động đậy. Tiếng vỗ cánh và tiếng kêu sắc nhọn mặc dù quanh quẩn bên tai, nhưng Tô Minh biết chiều dài đường hầm, dù thanh âm đến trước, nhưng thực tế Nguyệt Dực tới đây thì còn mất một chút thời gian ngắn ngủi. Thời gian có lẽ không nhiều, nhưng là thời khắc mấu chốt của hắn. Tô Minh không chút nghĩ ngợi, ngưng thần nhìn chỗ bộ xương quỷ dị tựa vào. Vách tường có một hàng chữ: Bị thương giả thiên, cớ gì người khóc. Hàng chữ này mở đầu là câu như vậy, trong dòng bay phượng múa lộ ra cuồng ngạo bá đạo, khiến cho Tô Minh liếc một cái con người co rút. Ý câu nói này Tô Minh có chút mơ hồ hiểu rồi lại không rõ, chỉ là trong chữ lộ ra vẻ thê lương và cao ngạo khiến cho Tô Minh ấn tượng sâu sắc. Bị thương giả thiên, cớ gì người khóc. Tô Minh thì thào, ánh mắt nhìn văn tự man tộc còn lại: Phu đạo man dục, cùng tám phương, dư hỏa dung huyết, niệm xuất phần thương, niệm tẫn nhiên khung. Nếu hỏa nguyệt đó ra khỏi mây, thiên địa mênh mông, khi ấy trầm tư, huyết hỏa trùng trùng, cửu vi dực, nhất vi pháp, nhân hỏa man chín bái, thành bái hỏa chi thông. Bị thương gia thiên, cớ gì người khóc. Chữ bên dưới rõ ràng là do một người khóc, nhưng không phải là cảm thán, mà là một đoạn từ ngữ hơi phức tạp. Man hỏa chín bái, thành bái hỏa chi thông. Tô Minh nhíu mày, nội dung đoạn văn phức tạp khó hiểu. Tô Minh lại nhìn lần nữa, nhưng vẫn thấy rất mơ hồ. Hắn suy tư, bên tai không ngừng vang lên tiếng kêu va đập, cánh càng lúc càng kịch liệt, từ cơ động. Tô Minh mắt chợt lóe, không dừng lại mà nhón lên một cái, cả người nhanh nhẹn nhảy lên, mau chóng vọt hướng cửa động. Nháy mắt hắn đã tới bên trong, đứng tại đó, tiếng gào sắc bén càng rõ ràng.
Tô Minh ngoái đầu nhìn bộ lạc ẩn chứa thê lương, xoay người chạy nhanh trong đường hầm. Hắn vừa chạy vừa ý tiếng kêu chói tai lớn nhỏ. Chạy khoảng 10 mét thì Tô Minh chợt ngừng bước, chui vào một vết nứt vách đá. Vết nứt không lớn, nhưng thân thể Tô Minh vốn gầy yếu, giờ phút này chui vào, Doãn lập tức ngồi xổm xuống, thậm chí hô hấp đều biến yếu. Nhờ vách đá che đậy, tim hắn đập thình thịch, mắt dọc theo khe hở nhìn ra ngoài, lặng lẽ chờ đợi. Thời gian từng giây trôi qua, khoảng 10 giây thì Tô Minh dựng đứng lồng tờ. Hắn rõ ràng trông thấy sương mù đỏ nồng đậm tự nhiên là bộc phát tràn vào đường hầm. Trong sương mù, tiếng thét chói tai chấn động, có từng bóng đỏ xẹt ngang qua. Bóng đỏ chính là từng con nguyệt dực. Quan sát nguyệt dực ở khoảng cách gần khiến cho Tô Minh đập nhanh, nhưng hắn không nhúc nhích nửa ly. Ở trong đôi mắt híp lại, không thể lọt ra tia sáng nào cả. Số lượng bầy nguyệt dực này quá nhiều, không ngừng bay vụt qua từng đường hầm. Có một con đánh vào vết nứt, cách vị trí Tô Minh ngồi xổm chỉ khoảng một nửa trượng. Tô Minh tay phải nắm chặt cái sừng, tay bởi vì quá dùng sức mà trắng bệch. Chớp mắt, hắn thậm chí không cảm nhận được tiếng tim mình đập. Cả người như là hoàn toàn tỉnh táo lại ở trong giây phút căng thẳng này. Hắn nhìn chằm chằm nguyệt dực đụng vào, bộ mặt cực kỳ dữ tợn. Nhìn cánh vỗ đập bay xẹt qua vết nứt, nhưng Tô Minh không giảm bớt sự cảnh giác, ngược lại càng nhiều hơn. Ngay lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng khóc tuyệt vọng. Mắt của Tô Minh theo vết nứt nhìn ra bên ngoài. Ở trong sương mù, có mấy bóng người bị nguyệt dực chộp lấy, bay thẳng đến tận cùng đường hầm có bộ lạc. Tổng cộng có 9 người. Trong 9 người này, Tô Minh không thể thấy rõ từng khuôn mặt, nhưng ánh mắt hắn trong chớp mắt trông thấy một bóng trắng. Hắn nhìn đến khuôn mặt tuyệt sắc tràn ngập tuyệt vọng. Là cô ta. Con tim Tô Minh co rút lại. Hắn vừa liếc mắt nhận ra, bóng trắng chính là trong bộ phường hắn và Lôi Thần từng gặp qua, Bạch Linh, cô bộ lạc Ô Long. Tô Minh yên lặng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Không lâu sau, bên ngoài vết nứt, tiếng kêu biến mất, ngay cả sương mù cũng mất hơn phân nửa. Dường như tất cả nguyệt dực đã trở lại sào huyệt của chúng, tùy theo huyết nguyệt ở trên trời tán đi, bắt đầu lần nữa ngủ say. Nhiệt độ cực nóng vào giây phút này nhanh chóng tràn ngập, thay thế cho lạnh lẽo. Thậm chí ngay cả vết nứt cũng mau chóng nóng lên. Cũng ở lúc này, từng tiếng két két quanh quẩn. Tô Minh tận mắt thấy vách đá ở bên cạnh lại xuất hiện vài vết nứt nhỏ. Thì ra vết rạn ở đây là hình thành như vậy. Tô Minh mắt ngưng tụ lại, thân thể mau chóng đứng lên, bước nhanh ra khỏi vết nứt. Đứng trong đường hầm, hắn nhìn xung quanh, sương mù đã biến mỏng. Từng đợt sóng nhiệt tịch chỗ tận cùng có bộ lạc ập vào mặt, thổi tới người của Tô Minh, khiến cho hắn lập tức ướt đẫm mồ hôi. Đá dưới chân cũng màu trắng nóng lên, đạp trên nó có cảm giác chân nóng bỏng. Tô Minh biết rõ, sợ rằng không bao lâu, nơi này sau khi nhiệt độ cao, không phải hắn có thể tồn tại được nữa. Đi hay là không đi? Khuôn mặt của Tô Minh xẹt qua tia chần chờ, truyền đến từng tiếng kêu, lộ ra sự thê thảm, khiến cho người nghe thấy tinh thần chấn động. Thôi, trong bộ phường cùng Lôi Thần đưa gạt cô ta, hôm nay lần nữa gặp lại, nếu cứ bỏ đi thì mình không yên lòng. Dù gì Tô Minh vẫn là con nít, tâm lương thiện. Giờ phút này hít sâu một hơi khí nóng, thoáng chốc hắn đã chạy tới hướng phía cuối con đường hầm. Nếu có thể cứu thì cứu, nếu không thể thì cũng sẽ không tiếc nuối. Trong mắt Tô Minh lộ ra kiên quyết, nắm chặt cái sừng. Càng tới gần tận cùng đường hầm, hắn càng có cảm giác nhiệt độ nơi này điên cuồng lên. May mắn mục đích cách không xa, không bao lâu Tô Minh đã đi tới cuối đường. Không quan tâm vách đá nhiệt độ cao dán sát thân thể, hắn thò đầu nhìn vào bên trong. Xem một cái, đôi mắt hắn lóe lên tia sáng nhạt. Bộ lạc phía dưới lòng trào to. Lúc trước Tô Minh đã thấy rất nhiều mũi nhọn sắc bén nhô lên. Giờ phút này ở trên phần nhô lên đó có 7 người dễ dụa sắp chết. Thân thể 7 người này bị 7 mũi nhọn đâm xuyên qua ngực và sau lưng, máu tươi chảy dọc xuống. Họ chưa chết, đang không ngừng phát ra tiếng gào thảm thiết, cảm nhận sinh mệnh chậm rãi trôi đi. 7 người này không ngoại lệ, đều là nam tính. Tô Minh chăm chú nhìn, thầm thở phào. Hắn không quen 7 người này, hiển nhiên không phải là tộc nhân Ô Sơn bộ lạc. Xung quanh họ có mấy mũi nhọn lấy góc độ mắt thường có thể trông thấy đang từ từ hòa tan. Theo chúng nó hòa tan, thật nhiều dung nham màu đỏ sậm tràn ngập mặt đất bộ lạc, tựa như là dòng sông. Nhìn tới đây, Tô Minh hít sâu. Giờ hắn đã hiểu mũi nhọn dùng để làm gì.
nơi này cực kỳ quái dị. Có lẽ Nguyệt Dược thức tỉnh và rời đi có liên quan đến mũi nhọn này. Tô Minh mơ hồ phán đoán, những mũi nhọn này cách một thời gian, không biết vì nguyên nhân gì từ dung nham chuyển hóa thành, nhưng thời gian chuyển hóa không quá lâu. Qua một đêm, khi Nguyệt Dược lần nữa trở về sẽ hòa tan, lại khôi phục thành dung nham. Nhìn số lượng mũi nhọn, chỉ sợ khi hoàn toàn hòa tan sẽ tràn ngập cái lòng trào, khiến cho bộ lạc lại lần nữa bị ẩn tàng dưới đáy dung nham. Tô Minh ngẩng đầu, nhìn thấy trung tâm bộ lạc, thân cây đỏ giống đại thụ lộ ra một phân thân. Hiện giờ thân cây này dưới sự cực nóng của lòng trào dường như có dấu hiệu hòa tan, quỷ dị dao động. Nếu nhìn kỹ có thể thấy rõ ràng, thấy bên trong lượn lờ từng đường nét. Có đôi khi lộ ra một cái thì rõ ràng là Nguyệt Dực. Chẳng qua đám Nguyệt Dực tiến vào thân cây, đôi khi lộ ra cái đầu không dữ tợn mà là thống khổ, thê lương và bi ai. Chúng nó không tiếp tục gào thét, nhưng vẻ mặt lại như là tiếng khóc trong câm lặng. Có không ít Nguyệt Dực làm động tác hơi quái dị, nhìn thấy chúng nó trong bi ai thống khổ, không ngừng nâng lên móng vuốt đặt trong miệng cắn xé, chết vào đôi mắt, nhưng móng bị cắn không chảy ra một máu tươi nào. Không ngờ đám Nguyệt Dực chui vào thân cây, chúng nó đang làm cái gì vậy? Tô Minh nhìn chằm chằm thân cây, lặng lẽ cảm nhận nơi này càng nóng bức. Hắn không thể tiếp tục dừng chân lại đây. Không tìm thấy cô ấy, thôi. Tô Minh lắc đầu, hắn đã cố hết sức, giờ phút này cần mau chóng rời khỏi đây. Nhưng đang lúc hắn định nhích người thì thoáng chốc hắn bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt hắn rơi vào cây đỏ ở trung tâm lòng trào. Hai khuôn mặt hiện ra từ thân cây, trong đó hắn có một người hắn không biết, nhưng người khác chính là Bạch Đinh. Bạch Đinh mở to mắt, trong mắt không động đậy, không chút sinh khí, dường như đã tuyệt vọng, không còn muốn sống, lộ ra vẻ thê lương. Tô Minh nhìn khuôn mặt đó, lại nhìn dung nhan ở bên dưới từ từ tụ trào ra. Dung nham hòa tan số lượng lớn mũi nhọn đã phủ lên đầy một tầng, ngập một nửa gian nhà bộ lạc. Giờ phút này có thể trông thấy trong lòng trào hiện ra nóc nhà đá, chẳng qua nóc nhà cũng dần biến đỏ. Nguyệt Dực đi ra ngoài có liên quan tới huyết nguyệt, nhưng giờ phút này xem ra chắc là liên quan tới nhiệt độ cực cao nơi đây. Chúng nó rất sợ nhiệt, cho nên chỉ khi có chỗ này lạnh lẽo mới bay lên kiếm ăn. Khi trở về toàn bộ chui vào thân cây, không con nào có thể ra ngoài. Điều này hợp với suy đoán của mình. Tô Minh không hành động thiếu suy nghĩ, chỉ đứng đó ánh mắt đập lè. Chắc là có thể cứu, nhưng mà còn chần chờ lát nữa đã. Tô Minh nhìn chăm chú thân cây, đôi khi nhìn bên dưới lòng trào dâng lên dung nham. Chốc lát sau, nhiệt độ lại lần nữa tăng cao, khiến Tô Minh toàn thân không ngừng đổ mồ hôi. Làn da hiện ra dấu vết nứt nẻ. Hắn mắt chợt lóe, khí huyết cả người sôi sục, lực lượng sợi máu thứ 11 thoáng chốc đã tràn ngập toàn thân. Hắn tiến lên một bước, rất nhanh đảo mắt đã tới nóc nhà của một bộ lạc trong lòng trào. Khi chân đạp xuống, thanh âm xèo xèo vang lên, đôi chân hắn lập tức tỏa ra luồng khói trắng. Tô Minh không chút dừng lại, thân thể lần nữa nhảy lên, rơi vào đỉnh chóp gian nhà khác. Mấy lần lên xuống, hắn đã tới gần thân cây đỏ quái dị đó. Khoảng khắc hắn tới gần, Tô Minh trông thấy cạnh khuôn mặt Bạch Linh, một cô gái khác hắn không quen biết, chợt phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy dung nhan mau chóng héo tàn, chớp mắt biến thành xương khô, rất đáng sợ. Từ khi cô dung nhập vào thân cây, đã bị lực lượng kỳ dị hấp thu toàn bộ máu thịt và sinh mệnh. Hình ảnh đột ngột khiến cho Tô Minh tâm thần chấn động, nhưng hắn không tạm ngừng hành động, ngược lại càng nhanh hơn. Tính cách Tô Minh là như vậy, hoặc là không làm, một khi đã quyết định thì rất khó thay đổi. Gần như giây phút hắn tiến đến, hai mắt không động đậy của Bạch Linh dần có tiêu điểm. Cô ngơ ngác nhìn Tô Minh, mắt bất giác rơi giọt lệ. Thoáng chốc Tô Minh đã tới, không chút do dự, tay phải cầm cái sừng mạnh đâm vào thân cây đỏ, trực tiếp đâm lún hơn phân nửa. Chất lỏng đỏ sậm tự như là máu lập tức chảy ra từ miệng vết thương trên thân cây. Ở trong khoảnh khắc này, từng tiếng gào trầm đục điên cuồng truyền ra từ trong cây. Tiếng gào phẫn nộ khiến toàn bộ lòng trào bị chấn động. Tô Minh sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn lập lòe ánh sáng lạnh. Sau khi cái sừng đâm vào thân cây thì rạch xuống dưới, xoẹt một tiếng, đã thấy một vết rách to lớn. Thân cây bị Tô Minh công kích từ bên trong toát ra khí lạnh. Vết rách thuận theo bên người Bạch Linh,
Sau khi nó mở ra, Tô Minh liếc mắt nhìn thấy thân thể Bạch Linh bên trong. Hắn không hề do dự, một phen nhập vào thân cây, kéo lấy cánh tay Bạch Linh ẩn trong thân cây, gầm lên một tiếng kéo mạnh ra. Một kéo này lập tức kéo Bạch Linh từ trong thân cây ra ngoài. Bạch Linh hoàn toàn ngẩn ngơ, cô ngây ngốc nhìn Tô Minh. Mặc kệ Tô Minh lui mình đi, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Giờ khắc này hình dáng Tô Minh khắc sâu vào trong đầu cô. Kéo Bạch Linh, thân thể của Tô Minh lập tức phóng ra sau, tim hắn đập mạnh, nhanh chóng định mau rời đi. Nhưng vào lúc này, thanh âm gào thét càng thêm kịch liệt, tràn ngập toàn bộ lòng trào. Đã thấy vết rách trên thân cây hiện ra từng con nguyệt dực, sắc mặt bi ai thê lương của chúng đã hoàn toàn biến mất, còn lại chỉ là điên cuồng khát máu và mạnh mẽ lao ra. Da đầu của Tô Minh run lên, mau chóng lùi về phía sau. Nguyệt dực trước mắt hắn thực sự là quá nhiều, rậm rạp tràn đầy, không ngờ có đến mấy ngàn con, thậm chí trong thân cây còn có thêm nhiều nguyệt dực hơn nữa. Mình xin phép ngừng ở đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Chúc mọi người ngủ ngon nhé.